Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sự vận động không ngừng nghỉ của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành thuyết âm dương. Đi cùng theo đó, dựa trên sự chấp nhận cách vận hành của thế giới, nguyên lý ngũ hành đã đưa ra một giải pháp hệ thống mang tính dự báo về cách thức khí vận động thông qua những thay đổi mang tính chu trình của âm và dương. Và chính điều này đã giúp cho những dự đoán về vận mệnh của các con giáp trở nên chính xác. Vậy thì, dựa theo quy luật đó, dự đoán tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 như thế nào? Hãy cùng nghe những phân tích của các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn và Ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2 năm 2021, tức ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh đại dịch thổ
có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của bản mệnh thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy lòng, được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phong khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục. Nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Họ được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi chớ nên tự cao, tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngầm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi. Thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi, bản mệnh nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải sai lầm đó. Vận tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu chẳng tầm thường chút nào. Cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính bàn tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của bản mệnh là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là tuổi Kỷ Dậu sẽ nghĩ ngay để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 cho rằng vận trình của người tuổi Kỷ Dậu không thật sự tốt. Về sự nghiệp khá ảm đạm, bản mệnh gần như chỉ còn một số rất ít đang tiếp tục làm việc. Đối với hầu hết những người Kỷ Dậu sinh năm 1969, may mắn có sự nghiệp có thể lờ lững đi qua. Nếu bạn đang là một Kỷ Dậu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Thời gian này nên chú ý đến sức khỏe và quan tâm đến gia đình của mình. Tân âm kim gặp tân âm kim gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt tâm linh. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp với tuổi Kỷ Dậu, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là làm việc không tốt. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, trong bạn có cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn ở bên trong mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc. Xét về trình tài lộc tháng 2 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Kỷ Dậu xui xẻo hết lần này tới lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết.
Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng như vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này sai phạm làm lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tử nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, tình cảm và xa đạo. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, có mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Kỷ Dậu. Những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Bởi vì bạn là người đã sống với nhau trọn đời, cho nên biết nhau rất rõ và có thể bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 2 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Khuyên gia chủ Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch này, hãy sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về sức khỏe, tử vi tháng 2 âm lịch cho rằng trong tháng này, sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Kỷ Dậu. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên trong thời điểm này, bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập, các bài tập, vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, tuổi Kỷ Dậu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.